Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Ai mà chẳng có những điểm yếu hay những tính xấu đúng không? Trong nhóm mũ rơm cũng thế, đôi khi thấy Luffy nhà ta tốt bụng, anh hùng có khả năng chiến đấu tài giỏi như thế mà cũng có một số điểm yếu hay những tính xấu hài hước đấy. Và thậm chí Zoro ngầu lòi cũng không ngoại lệ đâu. Bạn có tò mò những tính xấu đó là gì không? Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng Tóc Khám Phá đến với những điểm yếu, điểm xấu của các thành viên trong băng mũ rơm. Trong video này, mình sẽ sắp xếp theo thứ tự tham gia nhóm của các thành viên đấy nhé. Nghĩa là những ai tham gia sau thì sẽ được nói trước, còn những ai tham gia trước thì sẽ được nói sau. Nghe hắc não quá nhỉ? Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với Jinbei. Các bạn thử nghĩ xem, điểm xấu của đứa con của biển là gì nào? Một người cá khá giỏi về việc chiến đấu, cũng như là bàn về chiến thuật đánh tan kẻ thù. Một người vô cùng khỏe mạnh và là bậc thầy của môn phái karate người cá và chưa bao giờ thua ai một trận nào ở dưới nước cả. Tuy nhiên, Jinbei có một nhược điểm hết sức quan trọng, đó chính là ông quá thật thà. Và đó cũng là lý do khiến Jinbei là một vị trí thất vũ hải đã bị cắt chức và bị nhốt vào ngục Impel Down. Đó chính là bởi vì trước trận chiến Marineford diễn ra, ông đã từ chối lời triệu tập của hải quân để chống lại Râu Trắng. Vì trước đây, Râu Trắng đã từng bảo hộ cho đảo người cá để giữ cho nơi này được hòa bình, nên ông không khước từ lời đề nghị mà còn dám thách thức hải quân, nên chuyện gì đến cũng đã đến. Brook. Brook là một bộ xương khô đã chết từ lâu, tuy nhiên ông vẫn còn hoạt động được nhờ vào những trái ác quỷ mà ông đã từng ăn. Điểm xấu xa của Brook chắc chắn có lẽ thể hiện ngay ở lần đầu ông xuất hiện mà ai cũng biết. Chính Brook là một tên già dê chính hiệu. Hãy nhớ xem câu chào đầu tiên mà ông nói với Nami chính là gì? Đúng rồi, đó chính là có thể cho tôi xem quần lót được không? Và liền ngay sau đó đã ăn một cú đá từ phía Nami. Không những vậy, tất cả mọi cô gái mà ông lần đầu gặp mặt hay thậm chí là thân quen, Brook đều nói câu đó với họ. Không mê gái như Sanji, nhưng vì ông là một ông già đã một mình suốt 50 năm thì chắc đã chịu đựng nhiều lắm đây. Chưa kể tới việc ông và Sanji hay đi nhìn lén những thiếu nữ đi tắm. Tuy đã bị ăn đòn rất nhiều lần, nhưng ông vẫn chứng nào tật đó. Ngoài ra, trong bữa ăn hay sau khi ăn xong, ông thường ợ và xì hơi và tỏ ra một vẻ bình thản như một chuyện tất nhiên vậy. Nhưng ngoài những chuyện đó ra thì hẳn các bạn đều đồng ý là không có Brook thì nhóm mũ rơm sẽ mất đi một cây hài thật thú vị phải không nào? Frankie là một người máy, mang trên vai trọng trách là thợ đóng tàu cho băng mũ rơm. Frankie là một cá nhân khá lập dị, như trong các bộ phim khác hay thậm chí là bên ngoài đời. Hễ bị chê biến thái là chắc hẳn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Frankie thì khác, nếu bạn nói anh ta là đồ biến thái thì anh ta sẽ cảm thấy vui hơn đấy. Là một người vô cùng vui tính, Frankie luôn chèn chữ Super vào trong câu nói của mình, mặc dù nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng vì anh nói tiếng Nhật nên chúng ta cũng không hiểu sâu lắm về hàm ý mỗi lần Frankie muốn nói chuyện. Chứ thật ra anh chàng này hơi bị tục tiểu đấy nhé. Chẳng hạn như khi anh và Chopper bị hoán đổi cho nhau trên đảo Punxsutawney bởi Law, Nico Robin đã yêu cầu Frankie im lặng lại vì lời nói như vậy phát ra từ cơ thể của Chopper sẽ làm vấy bẩn thành viên dễ thương nhất băng. Như các bạn biết rồi đấy, càng nói thì anh càng làm thôi. Nico Robin. Bất cứ ai xem One Piece thì chắc hẳn cũng rất thích nhân vật này trong băng. Nico Robin là một nhân vật khá bí ẩn, đã gia nhập vào băng mũ rơm sau sự kiện Alabasta. Cô nàng này được mọi người gọi là đứa trẻ của quỷ vì có xuất thân từ Ohara. Thành thật mà nói thì mình cũng không biết chắc điểm xấu của Nico Robin là gì, vì trong cả băng hải tặc, có lẽ Nico Robin và Jinbei là người bình thường nhất so với những nhân vật tương tự còn lại. Nhưng nếu không có điểm xấu thì chúng ta hãy cùng nói về điểm yếu vậy. Và điểm yếu của Nico Robin chính là vũ khí lợi hại nhất hải quân, Buster Call. Và tại sao Nico Robin lại sợ thứ vũ khí này? Thì chúng ta hãy cùng quay trở lại quá khứ của cô một chút. Như mình đã nói, Robin có xuất thân từ Ohara, một nơi mà mọi người trên thế giới đều sợ hãi và ghét bỏ nó. Robin là người còn sống duy nhất và là truyền nhân của đảo Ohara, vì hòn đảo này đã bị xóa sạch khỏi bản đồ vì chính phủ không cho phép sự tồn tại của nó. Trong sự kiện đảo Water Seven, lợi dụng điểm yếu này của Robin, CP9 đã đe dọa đến sự an toàn của nhóm mũ rơm bằng Buster Call để khiến cho cô phải làm theo lời chúng. Tuy nhiên sau sự kiện này, nhờ có những đồng đội quý giá mà giờ đây có đem Buster Call ra để hù dọa nữa thì Robin cũng không hề sợ hãi đâu nhé. Chopper. Đến với nhân vật dễ thương nhất băng nào, Tuần Lộc mũi xanh.
Tony Chopper là một bác sĩ giỏi có băng mũ rơm, nhìn dễ thương vậy thôi chứ thật ra là rất mạnh đấy nhé. Chopper sở hữu năng lực biến đổi hình dạng vô cùng tuyệt vời, và cộng thêm những lúc tăng sức mạnh nhờ vào viên thuốc Rumble khiến cho Chopper có được sức mạnh rất lớn sau khi ăn những viên thuốc đó. Và nói về điểm xấu thì chắc là tin người quá đáng, vì mỗi lần có ai khen Chopper thì cậu sẽ đỏ mặt và bắt đầu mắc cỡ vì mình được khen. Kể cả kẻ thù, cậu cũng sẽ nhắm tịt mắt lại và mắc cỡ thích thú khi mỗi lần được khen. Còn nếu không, muốn hạ Chopper một cách nhanh chóng thì cứ ra vẻ mình là một người vô cùng mạnh mẽ cũng sẽ khiến cho thủy thủ đoàn trẻ tuổi nhất này sợ ngất xỉu mà thôi. Sanji. Sanji à, điểm xấu của Sanji là gì nhỉ? Đúng rồi, nó quá rõ ràng rồi, đó chính là mê gái, là người đàn ông của phụ nữ. Mình thề là mình chưa thấy ai đưa phụ nữ lên đầu như anh chàng đầu bếp này. Sanji luôn luôn tôn trọng những cô gái xung quanh anh và luôn đặt họ lên ưu tiên hàng đầu, và lập ra một lời thề cho chính mình là dù bất cứ có chuyện gì xảy ra thì cũng không ra tay với phụ nữ. Và điều luật này được áp dụng với cả kẻ thù luôn đấy nhé. Như khi giao chiến với Khalifa, Sanji đã để cho mình bị đánh và bị sạch sẽ hóa chứ không hề làm Khalifa xây xác gì. Trên hòn đảo Dressrosa, anh đã dễ dàng lọt vào bẫy của công chúa Viola mà không hề hay biết, để rồi bị bắt. Và sau khi Viola lộ rõ bản chất của mình thì đầu bếp chân đen vẫn không hề muốn đụng chạm đến cô, bởi vì làm như vậy sẽ vi phạm lời thề mất. Nhưng cũng vì lời thề đó nên nếu Sanji có quay trở lại đây thì có lẽ hai người này sẽ trở thành một cặp, vì Viola đã cảm động vì sự lịch sự của Sanji rồi. Usopp. Là một tay thiện xạ tài ba của băng mũ rơm, là người đã thổi bay lá cờ của chính phủ thế giới dưới lớp mặt nạ mang tên Sugeking, một bộ óc thiên tài có thể chế tạo ra nhiều món vũ khí và là một người vô cùng nhát gan. Xin lỗi vì mình hơi phũ phàng, nhưng thực tế mỗi khi nghe đến kẻ địch nào vô cùng mạnh là Usopp sẽ lập ngay kế hoạch để chạy trước. Là một thiện xạ nhưng Usopp thật sự chỉ biết đứng từ xa để bắn đối thủ, chứ những kỹ năng giao chiến như chiến đấu, nhào lộn, né chiêu thì cậu mũi dài này không thực sự giỏi cho lắm. Tuy nhiên là một kẻ nhát gan sẵn là thế, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng một khi đồng đội của anh gặp khó khăn hay bất cứ kẻ địch nào bắt giữ thì Usopp sẽ bật mod nghiêm túc lên và chiến đấu như một người đàn ông thực thụ. Nên đừng nghĩ xấu về thiện xạ mũi dài Sogeking này nhé. Nami. Là hoa tiêu tài năng trong băng mũ rơm, Nami là cô mèo ăn trộm có mức tiền thưởng là 66 triệu berry. Cũng giống như Usopp và Chopper, cô là người trên thuyền, vừa không có năng lực cũng như không sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ, nên Nami vô cùng ngần ngại khi chiến đấu với những kẻ địch mạnh hơn mình. Tuy nhiên, sau khi Usopp chế tạo cho cô một món vũ khí để chiến đấu thì chúng ta cần soi một điểm xấu khác về cô nàng này. Sở dĩ có tên là kẻ trộm vì Nami có một niềm tin yêu vững chắc với kho báu và tiền bạc. Không những thế, cô còn có khả năng kiểm định cực kỳ cao với những món đồ vật cổ đại, và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi làm việc với cô nếu bạn đủ giàu và đủ tiền. Như khi Nico Robin gia nhập, Nami là người phản đối vô cùng kịch liệt, cho đến khi Nico Robin đưa cho cô một túi đầy đá quý và thái độ của Nami đã thay đổi một cách thấy rõ. Hay những khi cô đang sợ hãi vì kẻ thù quá mạnh, nhưng nếu có cụm từ rất nhiều kho báu cũng có thể khiến cho cô không còn sợ hãi nữa, mà thêm vào đó là sẽ lăm le đi cướp lấy kho báu của kẻ địch. Vậy nên mỗi lần muốn chiến đấu với Nami thì hãy sử dụng vàng để nói chuyện, nếu không thì sẽ bị ăn sấm sét từ cô nàng này đấy. Zoro. Điểm yếu của Zoro là mù đường, còn điểm xấu chính là hay ngủ. Nếu một băng hải tặc chọn Zoro làm hoa tiêu thì có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất từ trước tới giờ. Sự mù đường của Zoro thật sự mà nói thì hết thuốc chữa. Mình thật sự không hiểu tại sao anh cứ mù đường một cách hết sức vô lý như vậy. Rõ ràng là chỉ đi một đường thẳng là tới nơi, nhưng kiếm sĩ Tam Kiếm lại không thích. Cứ tăng độ khó cho cuộc đời, quẹo trái, quẹo phải, rồi cuối cùng lại bị lạc. Thậm chí là dù đang đi cùng với đồng đội, cười nói vui vẻ thì 2 hay 3 phút sau là mất tiêu rồi. Khả năng định vị của Zoro là vô cùng tệ, đến mức có lẽ mù đường trở thành một thương hiệu riêng cho gã kiếm sĩ này rồi. Vì không có ai mù đường đến mức có người hướng dẫn tận tình hay bám sát anh để chỉ đường như Google Maps mà vẫn bị lạc đâu. Nếu muốn rõ hơn thì xem One Piece sự kiện đảo Red Rosa đi nhé, chứ mình thì bó tay rồi. Luffy. Xin chào, tôi là Luffy, tôi sẽ là vua hải tặc. Câu nói quen thuộc mỗi lần thuyền trưởng mũ rơm này nhấc máy điện thoại lên và nói với ai đó. Thậm chí, người bình thường cũng sẽ không bao giờ nói như vậy đâu, và sẽ càng không nói như vậy với hải quân, tứ hoàng hay thất vũ hải. Điều đặc biệt chính là cậu không hề quan tâm tới đầu dây bên kia là ai, chỉ cần nhấc máy lên, moshi moshi, và câu nói trên được thông báo. Làm vậy chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Thậm chí nói vậy là còn nhẹ. Có lần Luffy đã tự gọi điện cho Doflamingo và nói rằng sẽ đến chỗ của hắn và tự mình đá đít Doflamingo.
Điểm xấu của Luffy thì chắc là vô số kể, nên mình chỉ nói một điểm xấu nổi bật duy nhất của cậu, chính là không sợ một ai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.